Nhật ký hạnh phúc, chương trình truyền hình hướng dẫn những bí quyết chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, y tế thông qua những câu chuyện tình huống hấp dẫn và các lời tư vấn từ những y bác sĩ hàng đầu hiện nay. Thế thì thưa bác sĩ, là những đối tượng nào dễ bị viêm da dị ứng ạ? Bất kỳ ai cũng có thể bị viêm da dị ứng. Khám sức khỏe tiền hôn nhân là gì ạ? Đây là một cái vấn đề mà rất là cần thiết. Trẻ rối loạn thì trẻ bất chấp tất cả, có thể có những cái hành vi rất là ngông cuồng.